Chào cả nhà, hôm nay sẽ chia sẻ đến với mọi người một cái loài giống lý mà rất là được nhiều người yêu thích. Nhưng mà cái thời gian qua, và đặc biệt là nhiều năm, nhưng không phải là chỉ một cái thời gian ngắn đâu, rất là nhiều người mua nhầm cũng như là bị lừa hoặc là bị đánh tráo cái giống này. Tức là khi mà mọi người muốn mua cái loài này nhưng mà hầu hết là nó không đúng giống. Đấy là cái loài lý lun thơm. Đấy, tức là lun mà lại mông to, nhưng mà lại vừa lại có mùi thơm, lá to. Đấy, rất là nhiều người thích cái kiểu như này, bởi vì là rất là nhiều người thích cái kiểu là cái kiểu cánh là nó không quá cao. Đấy, tầm khoảng 5 đến 60 phân. Đấy, vừa lại có mùi thơm. Đấy, còn nhiều khi là có những loại nếu cao thơm ấy, thì có mùi thơm bông to nhưng mà lại cao quá. Đấy, trang trí ở những cái vị trí thấp thấp ấy thì lại khó, hoặc là không 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 nó nhìn nó không không có đẹp, không có ưng mắt. Còn cái lùn không thơm thì bông lại nhỏ quá, mà nó lại không có mùi thơm, mà lá của nó là nhỏ. Còn thằng lùn thơm này thì nó lại đáp ứng được cái tiêu chí là vừa lùn lùn vừa chiều cao vừa phải, để có thể trang trí ở bàn, ở những cái không gian thấp thấp. Hai nữa là bông to, mùi thơm, và cái thời gian nở của nó cũng khá là dài, bởi vì thời gian từ khi trồng cho đến khi nở của nó ấy, dài. Hai nữa là cái lá của nó to chứ không phải là nhỏ như kiểu là lý lùn không thơm. Như là nhiều người thích cái điểm này. Những cái hay và những cái ưu cũng như cái nhược điểm của cái lùn thơm này là, thứ nhất là cái thời gian trồng nó dài, nó thường thường trồng cùng với thằng lý cáo này này. Đấy, nếu mà khu vực miền Bắc cũng có những nơi phải đến khoảng 100 ngày, còn nhiều nơi thì khoảng từ 85 đến khoảng 90 ngày, còn khu vực miền Nam thì thường thường tầm khoảng 70 75 ngày. Đấy, tầm đấy. Nó thì thường thường hầu hết là trồng chậu và trang trí ba củ của nó thường thường là nhỏ hơn, và cái số bông của nó ấy, nó sẽ không có nhiều lắm, thường thường nó không nhiều lắm. Nếu mà chẳng hạn cỡ này nhá, thì thường thường nó sẽ khoảng 2 đến khoảng 4 bông, và thỉnh thoảng vẫn có những cây 1 bông. Đấy, đặc điểm của nó như thế, nhưng mà cái chủ yếu vẫn là từ 2 đến khoảng 4 bông, nhưng bông của nó to, bông của nó to và nó mùi thơm, và cái màu của nó khá là nét và khá là đẹp. Thì mình sẽ so sánh với mọi người là ở bên này là cái sọt lý quay cho mọi người, lý cao thơm bên này là màu vàng. Đây, đây. Màu vàng. So với màu vàng thì màu vàng thì thường thường củ rất là to. Đấy, mọi người có thể thấy này, lùn thơm này thường thường nó sẽ nhỏ, nhưng mà về quy cách và nói chung ấy, thường những cái lý mà có mùi thơm, cái vảy củ nó sẽ có những màu vàng này, hoặc là tía, hoặc là hồng. Tí mình sẽ quay một số cái màu lý thơm khác nữa để mọi người có thể so sánh và phân biệt là củ lý thơm nó chuẩn của nó là như thế nào. Đấy, đấy là bên này là màu màu vàng bên này nhá. Đây, cái này thì màu nhưng mà cỡ nhỏ này. Đấy, kẹp cỡ nhỏ thì mọi người có thể thấy này. Đấy, kẹp cỡ nhỏ cũng không không nó thằng này hơi giống thằng này hơn này. Rồi bên này thì sẽ so sánh cho mọi người thằng kẹp mà cỡ to hơn, lý kẹp thơm ấy. Lý kẹp thơm đấy là cái vẫn là lùn thơm này này mọi người này. Bên này là lý kẹp thơm màu đỏ này. Đấy, củ nó tía hơn. Còn bên này là cái màu hồng này. Đấy, kẹp màu hồng bên này. Thì mình sẽ quay sát ở dưới này để mọi người có thể là nhìn thấy, và có thể là so sánh và từ đối chiếu mọi người nhé. Đây, ở đây là mình đã để bốn cái loài lý thơm khác nhau để mọi người có thể là từ đối chiếu và có thể là nhìn so sánh cái hình thức. Đấy, ngoài hình cái các loài giống lý thơm mọi người nhé, từ phải sang trái này, ở đây là lùn thơm. Lùn thơm mình đang quay là nhân vật chính của video này, lùn thơm. Đấy, cái này thì vừa rã đông ra, nó bắt đầu chuẩn bị nhú mâm thôi. Còn khi nhú mâm thì nó như này, và bên này là lý kẹp đỏ. Đấy, cái mâm của nó tía này, tía, và củ của nó cũng tía hơn. Bên này là lý kẹp thơm màu đỏ hồng hồng, thì cái vải của nó cũng hồng hồng hơn. Đấy, bên này là lý thơm cao màu vàng. Đấy, thằng này thì cũng mới ra đông, bắt đầu chuẩn bị nhú. Thì vỏ
cái vảy của nó thì thiên về cái màu vàng nhiều hơn. Đấy, mọi người thấy này. Kích cỡ này. Đấy, các màu, các giống. Thì mọi người có thể thấy là cái về cơ bản ấy, các loài lý mà có mùi thơm thì cái vảy của nó và cái kiểu dáng của nó sẽ thường thường hơi giống nhau, tức là nó sẽ hơi thon thon và nhọn chứ không có kiểu tròn mà xong rồi mọc cái mầm lá nó tức như thế. Đấy, và cũng không có trắng tinh, và khi mà mầm nhú ra hoặc là mầm cái mầm ấy mà đã dài hơn khoảng tầm khoảng một một hai đốt ngón tay hoặc là thậm chí là đến một ngón tay là phân biệt rất là dễ, đặc biệt là khoảng tầm khoảng hai đốt ngón tay là thường sẽ có những cái màu tía chứ không có trắng tinh. Đấy, còn nếu mà mọi người lấy lun thơm này, đặc biệt là lun thơm, rất là nhiều người đã lấy mà không phải lun thơm mà giá thì rất là rẻ, mà củ thì hầu hết là củ lun không thơm hoặc là củ ly tái, trong người ta thu mà không có gọi là gần như là vứt đi ấy, hoặc là những cái củ không không đúng ở loài của nó, và hầu hết mình thấy là không phải của nó. Đấy, bên này ly kẹp này. Đấy, bên này kẹp đỏ, kẹp hồng, kẹp đỏ hồng, và bên này ly đơn thơm vàng. Thì mọi người thấy đấy, đấy. Để có thể là xem và hầu như là xem mà mọi người có thể là từ so sánh đối chiếu xem các cái hình thức của củ để mình chọn cho đúng củ này. Thứ hai nữa là mình xem trồng thích cái trồng cái lun thơm này hay không. Đấy, bởi vì lun thơm này thì rất là nhiều người thích trồng và lựa chọn giống cho nó đúng để mình có thể là trồng hiệu quả mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.